vợ sát hại chồng, phân xác, tâm lý ức chế dồn nén hay tội ác dã man. Hoàng Thị Hồng Diễm khai nhận sát hại chồng trong lúc cãi vã, rồi phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ mang đi phi tang. Sáng 18 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hoàng Thị Hồng Diễm sinh năm 1985, ngụ Hậu Giang, để điều tra về hành vi sát hại chồng, phân xác thi thể để phi tang. Diễm khai tại cơ quan công an vào đêm 15 tháng 12, sau khi anh Trần Thanh Tú sinh năm 1980, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, đi nhậu về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém chồng tử vong. Sau khi nạn nhân chết, Diễm dùng dao phân xác anh Tú ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi ni lông và ba lô, sau đó đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường Thuận Giao để phi tang. Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, chia sẻ trên báo Người Lao Động, thì phụ nữ sống thiên về cảm xúc nên nếu họ bị dồn nén, tích tụ cảm xúc tiêu cực nhiều ngày, có thể dẫn đến những hành vi khó tưởng tượng. Thạc sĩ Duy nhận định, mình cứ nghĩ phụ nữ là phái yếu. Nhưng thực ra nếu phụ nữ chịu nhiều áp lực, tâm lý ức chế, dồn nén, tích tụ trong quá trình thì sẽ dẫn đến chuyện giọt nước tràn ly. Tôi không biết sự việc ra sao nhưng nếu người chồng đi nhậu về sừng sộ, trong khi người vợ bị ức chế lâu ngày thì khó tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Những dồn nén trong vô thức sẽ vỡ òa dẫn đến hành vi khó tưởng tượng. Thạc sĩ Duy phân tích, việc người vợ phân xác chồng ra nhiều mảnh, rồi bỏ vào các thùng rác rất gần nhà trọ cho thấy đây là hành vi bộc phát khi bị dồn nén, chứ không phải là sự chuẩn bị giết người, phi tang một cách bài bản. Cũng theo thông tin trên báo này, trước khi thảm án xảy ra người vợ từng phát hiện chồng có bồ và đã đánh ghen nhiều lần. Luật sư Thơm, phương thức thực hiện của nghi phạm như thời Trung Cổ. Trái với ý kiến phân tích của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, luật sư Nguyễn Anh Thơm đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói trên báo Dân Việt, phương thức thực hiện của nghi phạm như thời Trung Cổ. Dù đã hoàn thành hành động giết người, nhưng vẫn tiếp tục có hành động ghê sợ tiếp theo. Theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của hung thủ không những đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân bởi sự dã man, tàn bạo, không còn tính người khi sát hại chính người chồng của mình. Hành vi phạm tội của đối tượng đã phạm tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm y, n khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình Sự với hình phạt cao nhất là tử hình. Xét tính chất mức độ hành vi và hậu quả gây ra cho nạn nhân, cũng như hậu quả về mặt xã hội là đặc biệt nghiêm trọng thì nghi phạm phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình, nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, luật sư Thơm phân tích trên báo này. Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ quan điểm cá nhân trên báo Đời Sống và Pháp Lý, trong những vụ án giết người man dợ, tàn ác như vậy thì hung thủ gây án thường là những người có mối, thâm thù, hoặc côn đồ máu lạnh thì mới có thể ra tay một cách tàn độc, máu lạnh, bất chấp pháp luật như vậy. Với những tình tiết, chứng cứ hiện nay thì theo luật sư Cường, nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm có thể sẽ bị khởi tố về hai tội danh là tội giết người theo điều 93 Bộ Luật Hình Sự và tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo quy định tại điều 246 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Nếu bị khởi tố về cả hai tội danh trên thì hung thủ sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ hành vi, nguyên nhân, động cơ gây án để xác định đúng tội danh của nghi phạm. Cũng có thể xảy ra trường hợp nghi phạm chuyển tội danh giết người sang các tội danh khác như giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, hay giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tùy thuộc vào kết quả điều tra. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 12, nhân viên môi trường tên Nguyễn Văn Tiến sinh năm 1985, quê An Giang, đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng. Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một bao ni lông màu đen. Tháo chiếc bao, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy một đầu người,